Trung Quốc nâng giới hạn sinh con trong sự thay đổi chính sách lớn. Bắt đầu từ hôm thứ hai, các cặp vợ chồng Trung Quốc đã kết hôn có thể có tới ba con. Trong một sự thay đổi lớn so với giới hạn hiện tại là hai con, sau khi dữ liệu gần đây cho thấy sự sụt giảm đáng kể về tỷ lệ sinh sản ở quốc gia đông dân nhất thế giới này. Bắc Kinh đã loại bỏ chính sách một con kéo dài hàng thập kỷ của mình vào năm 2016, thay thế bằng giới hạn hai con để ngăn chặn sự rủi ro đối với nền kinh tế do dân số già nhanh chóng. Nhưng điều đó đã không dẫn tới việc số ca sinh tăng lên. Do chi phí nuôi dạy trẻ ở các thành phố của Trung Quốc khá cao, đây là một thách thức vẫn tồn tại cho đến nay. Tân Hoa Xã cho biết, việc thay đổi chính sách sẽ đi kèm với các biện pháp hỗ trợ có lợi cho việc cải thiện cơ cấu dân số. Trong số các biện pháp đó thì Trung Quốc sẽ giảm chi phí giáo dục cho các gia đình tăng hỗ trợ thuế và nhà ở, bảo đảm lợi ích hợp pháp của phụ nữ đi làm và cắt giảm của hồi môn. Trung Quốc có tỷ lệ sinh chỉ 1,3 con cho một phụ nữ vào năm 2020. Dữ liệu gần đây cho thấy, ngang bằng với các xã hội già hóa như là Nhật Bản và Ý và thua xa với mức cần thiết cho mức thay thế là ở khoảng 2,1 con cho mỗi phụ nữ.